đừng dẫn bên ngoài. Mình thấy có ba con đứa rồi đi chọn. Con lần này có thành công không nhưng mà biết chắc là khoảng 50% đã được. Đây, đây, đây là cả đoàn ấy. Lại không thể câu mà bỏ đi ăn. Mọi chuyện cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi, giờ càng nghĩ đến chỉ khiến ta thêm buồn thôi. Nhưng nỗi đau đã hằn sâu trong tiềm thức, sáng mai không thể nào phai. Giờ anh chỉ ước thời gian có thể quay trở lại, để được nắm tay em bước đi trên con đường dài. Dù anh biết chặng đường còn nhiều chông gai, nhưng trong tim anh em mãi luôn tồn tại.